Còn khi cổ truyền rồi thì chúng ta để mãi mãi mãi, để đương nhiên chúng ta thò cái muỗng vô thì câu chuyện nó lên mất, cái muỗng nó dơ, còn chúng ta để mãi mãi không bao giờ hư. Dạ Câu cho con hỏi hỏi giỏi bác luôn ơi, chứ. dạ cho con hỏi thêm câu nữa, nhà con bây giờ đủ loại cái gì hạt chô miso rồi tê ca miso natto miso, mà bây giờ là hai vợ chồng cháu là một người là tiểu đường 27 năm rồi, một người thì bị u ác dạ dày, như vậy thì ba cái loại miso này cháu phải ăn như thế nào để cho nó đúng? Không ăn mặn, ăn được hết ba thứ, nhất là người có khối u thì nên ăn natto, vì natto nó đánh tan những khối u, nhất là khối u do máu động lại, máu cục. Do đó nó làm tan nát cái natto miso, nó làm tan hết tất cả những cái sơ vữa động mạch, nó gọi là bây giờ nó mới tan những khối u máu luôn nha. Thành ra bây giờ ở bên Tây họ biết, họ mới rút ra, ở trong Hậu Giang cũng có làm đó, ở trên huyện Y Dược Hậu Giang đó, họ lấy từ cái tương, cái chất men của tương ra, nó gọi là natokinase, nó bán đầy đó. Natokinase là hiệu, bán với hiệu là natobec, nó làm tan hết tất cả cái thông thoáng lòng động mạch này, kể cả những khối u cái gì, và quý vị ăn một bình âm dương đi thì từ từ nó tan. Tôi lặp lại, nếu có khối u thì cấm không được ăn trứng gà nhiều, thì nói vậy thôi mà không ăn thì nó mất sức quá. Do đó 10 bữa ăn cho tôi có nửa cái trồng rõ trứng gà với tương mà thôi. Còn người không có u thì có thể ăn cho tôi 3 lần trong 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 10 ngày, ăn cho tôi 3 lần, 3 lần, một lần nửa trứng tới tới một trứng không sao, nên có gì ha. Còn có khối u và đau gan thì ăn được có nửa cái cỏ trứng mà thôi nha. Rồi cô hỏi tiếp đi, cô hỏi tiếp là tôi sẽ trả lời rõ hơn. Dạ trong ba cái loại tương này á, thì nhà cháu là cứ luân phiên thay đổi là mỗi một ngày như vậy là có thể ăn loại này hoặc loại kia hả bác? Cả ba loại Cái tương. loại nào cũng được hết, dạ, cái loại nào cũng tốt hết. Cái loại nào nó nhất là những như Hatsobiso rồi Mugi rồi Natobiso, cái tính năng nó hơi khác nhau một chút. Ví dụ như cái bệnh phổi chẳng hạn, mà chúng ta lấy Hatsobiso, chúng ta chiên dầu mè ăn thì tốt hết sức cho những người bị bệnh phổi, ung thư phổi và viêm phổi. Như thế không? Còn Natobiso thì tốt hết sức cho những người có cục máu đông và cái xơ vữa động mạch, làm trong lòng động mạch được. Còn nó bổ trung, vì nó có những axit enzyme, có enzyme tức là men đó, và axit amin nó nằm đầy ở trong đó, vì nó là cổ truyền, nó để cho thời gian 5 7 năm rồi nó mới làm được một cái cục như vậy, chứ không phải là trong cái natto miso mà bán ngoài chợ. Thì nhớ nè, chúng ta dễ biết lắm, những cái natto miso và những cái tương tamari mà bán ngoài chợ mà nó có để chất bảo quản đó, natri benzoat, từ từ là natri benzoat chất bảo quản, thì đó nó không phải là cổ truyền. Còn khi cổ truyền rồi thì chúng ta để mãi mãi mãi, để đương nhiên chúng ta thò cái muỗng vô thì câu chuyện nó lên mất, cái muỗng nó dơ, còn chúng ta để mãi mãi không bao giờ hư. Tương làm cái cổ truyền là không bao giờ hư, ăn rất là ngon, rất là ngon, bền, ăn được hết. Tóm lại nhưng mà những người bị huyết áp cao thì nên ăn vừa thôi. Tiên sinh có khuyên nói là cũng không nên để một chén nước tương ở ngoài để sau khi làm ăn rồi chấm thêm để ăn, thì chúng ta coi chừng hại thận, ăn mặn quá hại thận. Mình Việt Nam mình thì quen rồi, luôn luôn có chén nước mắm, hai chén nước tương rồi chấm thêm trong rau mà ăn, thì như thế chấm ít mà thôi, đừng ăn mặn quá ha, ăn mặn quá là hại thận. Rồi Cái Hachomiko gì đó, cái loại đó mặn quá, Tecamicho cũng cũng mặn quá. Hai cái loại đó hơi mặn. không sao cả, bởi vì cái tecamiso thì nó nghe cho tính năng nó quý vô cùng, nó đứng đầu là nó tạo máu này. Cái tecamiso nó tạo máu là một, cái kia nó bổ sung protein, tất cả những cái natto đều có bổ sung chất đạm cho mình, đạm thực vật. Còn riêng cái tecamiso là sự thật là rất là quý, nó phải nói là nó là thần dược mới phải nói. Cái tecamiso rất là khó làm, mà những người mình Việt Nam làm thì thường thường nó có chất dầu, không nên ăn, bởi vì tecamiso làm mà làm khô rất là khó, phải có dầu, không dầu thì nó cháy khét đó. Thành ra cái thành dược nó làm thì nó chuyên môn rồi, gia đình nó làm cái rất là quen rồi, thành ra anh ta làm cái này cho nó khô, thì cái chính năng của tất nó quý hơn tất cả những loại hát kia. Các chính năng sao mà quý, một nó chống hết tất cả những bệnh bệnh ung thư, nó quá dương, quý vị, nó quá dương, thành ra có chuyện huyết áp cao không để ăn gì. Và nhớ cái chỗ này nó có hai mặt mà, có cái gì lợi hoàn toàn, có gì hại hoàn toàn, có lợi bất cập hại, coi chừng chúng ta phải nhìn được hai phía chúng ta mới hưởng tưởng được cái phước báo của nó. Còn không chúng ta coi chừng là ăn cái này là hại cái kia, thành ra nếu chúng ta mà ăn nó tốt gì, những cái người mà bị sạn thận nó có gì, mà cái thận không yếu nha, tôi nói cái thận không yếu chỉ bị sạn thận thôi chứ không yếu, thì làm sao biết là huyết áp không lên xuống mất bình thường,
và huyết áp rất là đều, không uống thuốc áp thì chắc chắn nó làm tan được sỏi thận. Như thấy ghê chưa, nó là một là muối mè, hai nó làm tăng sỏi thận. Nhưng nếu cái người đó mà bị yếu thận mà ăn vô thì nguy hại thận đấy, nó khó chỗ này. Cái thứ hai là nó bổ máu cho những người, nhất là những người ăn chay, nó bổ máu giúp cho cái cơ thể tạo máu tốt. Và cái thứ ba nữa là cái lợi của nó là cái tất cả là cái gì, quý vị biết không, tất cả những bệnh ung thư dừng hết khi mà chúng ta nó trị hết tất cả những bệnh ung thư, cái gì nhất là những bệnh ế hầu, những bệnh ung thư ế hầu, cái gì kể cả ung thư ruột đường gan đều tốt luôn á. Nó cái gì, nó với lại tinh mơ nãy tôi nói rồi, những cái thần dược, phải nói là thần dược thì không đó. Thành ra chúng ta ăn nó thì chúng ta ăn vừa phải thôi, nó quá mặn quá dư thì chúng ta đừng ăn một muỗng, chúng ta ăn có 2 gram mà một mà thôi, một lần có 2 gram một cục bé lớn vậy mà thôi, đừng ăn nhiều. Thì làm sao biết đây, thì ăn vô mà làm sao huyết áp nó đừng có tăng, ăn vô mà làm sao phân đi cầu nó đừng như cứt dê, thì chúng ta quá dư. Và ăn vô mà đừng làm cái da nó xỉn màu nè, uống nước gạo rang nè, ăn bánh mì nè, ăn bánh tráng nướng nè, rồi ăn đồ dưa nhiều thì cái da nó đen cui, là nó không trắng nữa. Người nữ mà da không trắng thì thôi xấu quá, nó xỉn màu lại các cái, chúng dẹp dẹp nó đi, dẹp bớt đồ dương đi, giảm bớt cái đi, chứ không phải bỏ nó luôn nha quý vị, không phải bỏ nó luôn được nha. Đó, quý vị nhớ không, nó là thần dược đó quý vị. Cái thắt miso này có thể nói là nó là thần dược. Việt Nam mình chế không nổi đó quý vị. Mình chế thì lỉnh bỉnh dầu thì nó tổ hại, ăn thì nó tốt của mình ung thư, nhưng mà dầu nó hại gan. Thành ra lỉnh bỉnh nó trên một lớp dầu vậy, cái ca gì không cách gì quý vị làm cái khô như nó được. Thành ra nó hết sức là chúng ta cũng dùng được, chúng ta đổ hết dầu đi. Nếu cái ca Việt Nam mà chúng ta không có cái ca được, chúng ta đổ hết dầu cho kịp đi chúng ta ăn, chứ chớ có múc mà vừa dầu vừa cái ca mà ăn. Nó hại vô cùng, nó chiên lên lâu ngày rồi cái dầu tất cả là cái dầu nó phải chiên lên gần như khô hết, dương quá tất cả các cái, và cái dầu nó dương quá lên nhiều nó bị lửa rồi, là nó bị ăn vô coi chừng không tiêu hại gan. Rồi xin câu hỏi tiếp. Dạ, yeah. Chị Yến ơi, có Đã, thể bác là cho con hỏi bác. xin cứ hỏi à, xin Cứ cứ hỏi. ba cái loại tương đó thì mọi con đã luân phiên thay đổi, cộng với cái nước tương tamari con ăn với sắc màu hữu cơ, tức là các cái loại rau củ quả đó, nhưng mà sao mỗi ngày con mỏi ốm, con mất nay 16 kg rồi bác. À, nghe nghe tôi nói đi, cô nói tôi lặp lại không biết đúng hay không, tức là cô ăn cái mấy loại nước tương nó luôn phiên thay đổi thì đúng, không phải những nước tương này phải thay đổi mà tất cả những thức ăn đều phải thay đổi, ăn phải đa dạng, không được ăn một ngày một thứ rau mà phải ăn một ngày nhiều thứ rau. Hồi nãy cô nói thiếu rõ ràng, cô chưa có nắm Có chắc, ăn cô 5 mới loại nói là rau cô vậy ăn nước ạ, tương với rau, cô mới nói cái câu là cô ăn nước tương với rau mà cô không nói ăn rau xuất ở câu nào, coi chừng cô sẽ thiếu sót rồi đó. Cô ăn rau câu nào, cô ăn rau theo câu nào không biết, thấy chưa anh Hậu, thấy chưa con anh ăn Hậu, nhớ rau gửi theo cho cái cô hướng dẫn của nghe bác tôi không ở sao trong hết, cuốn sách đó, câu nghe số tôi 3, câu nói, số 5 ba bác. cô nghe Con tôi ăn nói mà con ăn theo thì bác. đó, cô không rằng rằng cô mới ú ớ đó, thì cô coi chừng cô ăn rau nhẹ câu số 3 mà cô quất lúc đầu thì nó mất của mình, thì coi cái kim chỉ nam chính là cái phân đi cầu, coi là cái phân đi cầu mình nó có tốt hay không là biết mình cái đầu vào có đúng hay không mình không biết, vì khi mình quên đi cái trong này nó có một cái gọi là cái hộp đen trong này nó biến hóa đủ thứ này, thì chúng ta coi cái đầu ra, coi cái phân đi cầu thì biết chúng ta muốn ăn luôn có đúng hay là không. Nếu chúng ta gầy ốm thì chúng ta ăn sai rồi, chúng ta quá quá kiêng khem rồi. À, mà nãy cô nói ăn, cô có nó rõ ràng cô nói là cô ăn rau củ mà cô chưa biết số mấy, bây giờ cô nhớ lại số 5 thì tôi hỏi cô đâu có phải cái thực dưỡng, đâu phải ăn chay đâu mà cô ăn rau với củ. Thực dưỡng nó cứu được cho những người ăn chay trường, ăn chay luôn, và nó cứu được cho những người ăn mặn mà. Thì làm sao mà nước tương quan như rau mà không xuống ký, cô thấy không? Đã, coi chừng anh hỏi nhớ hướng dẫn lại Dạ. cho cô cái này. Thực dưỡng, tôi lặp lại, ăn chay thì thật là cao quý, nhưng thực dưỡng đâu có phải ăn chay mà ăn tương với rau. Dạ, lâu Đó. lâu con cũng có cá nhỏ, tép nhỏ, tôm nhỏ nữa bác, có Thì tép lâu lâu nhỏ là hỏng bét rồi, nếu lâu với lâu là cá hỏng bét nhỏ. rồi. Nghe đây, Dạ. thì vậy thì nếu mà cô gầy rồi mà tự nhiên cô gầy quá thì phải báo động liền tức thời, ăn chay mà nếu gầy quá ăn quá nhiều gầy quá thì sau này cái mao trạng ruột nó hư đi và nó không 7 năm sau nó mới mọc lại được, nếu cô ăn sai lầm lúc đầu, tức là cô chỉ ăn tương với rau với lại là tương với muối mè không thôi, với rau củ thì nó xuống rồi một cái đó thì 7 năm sau nó mới mọc lại. Tôi đã theo dõi một người ăn gạo lứt muối mè rất lâu và suy lên rồi, thưa cô 2 năm sau mà lên được 2 ký, mà tôi hướng dẫn cho từng ngày, thậm chí uống thêm thuốc bắc
mà nó lên được có chút, lúc xuống là xuống vô tội lại. Thì lúc xuống chúng ta ăn nó xuống thì coi câu số số 10 thì để biết nó xuống có quá trớn hay không. Nó vừa xuống 200-300 gram thì la làng lớn, la làng la xóm lên, nó xuống rồi thì căn cứ là câu số số 10, nhớ không? Khi nó đã xuống rồi thì làm sao coi dùm tôi câu số 17 và câu số 20 thì nó lên trở lại, nó lên rất chậm đâu quý vị. Cho cái ăn uống sai lầm lúc đầu đó thì ông tin cô mở số 20 ra cô coi coi biết bao nhiêu người ngồi xe lăn, ăn hết bệnh mà ngồi xe lăn. Tôi gặp ở nhà dược sĩ Đông, người đó bệnh rất là nặng, hết bệnh rồi, sau khi bây giờ một ngày ăn mua một con cá chép quý vị, bị gầy quá rồi, mà quý vị biết làm sao, ngồi xe lăn, ngồi xe lăn, hết bệnh mà ngồi xe lăn thì tôi hết bệnh làm cái gì? Tức là lợi bất cập hại, chúng ta ăn uống lập lại quân bình âm dương, bạn uống thiếu chất cơ thể bị suy nhược đó. Thì chúng ta coi câu số 10 và câu số 20 thì sẽ thấy, và câu số 17 là những cái gì chúng ta muốn sai lầm rồi thì coi lại số này và từ từ nó sẽ lên lại, lên bằng nhờ cái gì, coi lại câu số 20 và nói anh hầu chỉ cách nấu ván cháo và kem đậu lứt. Đồng thời chúng ta ăn thêm thuốc cá chép, chúng ta ăn thêm trứng gà, chúng ta ăn thêm súp con hào và một ngày nhiều loại rau củ trong câu số 5 trước, không phải là một loại rau củ, quý vị nhớ chưa? Mà quý vị đừng có để xuống tới 7-8 ký rồi quý vị mới gọi, xuống chừng nửa ký 1 ký là la làng lên, la làng lên cứu tôi, cứu tôi, đừng để nó xuống quá rồi nó không có lên trở lại được đâu, cái mau trận ruột hư hết. Khi chúng ta nội soi mà chúng ta đã lúc muối mè với rau và cái người đó còn ăn mặn nha, tôi nói người ăn chay, nếu người ăn chay trường thì quen rồi, quen sự chuyển hóa từ rau củ ra chất đạm. Cái người này đang còn đang ăn mặn thì ăn chay một cái thì nó xuống dữ dội luôn, nó xuống mà gọi là nó xuống không có kiểm soát đó. Khi nó xuống rồi đừng hòng nó lên, cái mao trận ruột nó chết hết trơn. Mao trận ruột là những cái lông tơ, nó có những cái miệng vậy nè, nó hút chất bổ ở tiểu trường đem vô nuôi cơ thể, thì lúc đó nếu ăn mì canh nữa chẳng hạn thì nó chai hết cái mỏ này, uống nước gạo rang thì rồi chết luôn, nó nóng quá cái miệng nó không mở ra, nó không hút được chất bổ rồi nó chết lần từ đó ốm nhom. Mà kinh nghiệm của tôi gần như không muốn mập ra, rất khó lòng mà mập ra. Nhớ đó, coi lại đi, coi lại câu số 10, 17 và 20, uống lại ván cháo. Cái trường hợp này là cái ván cháo nó sẽ cứu được và nó giúp được cái mao trận ruột sống lại từ từ, từ từ, từ từ. Nhớ. Trứng gà, súp cá chép, cá cơm, cá cơm kho, súp cá chép, súp cá cơm, súp con hào nó nấu. Còn nếu ăn chay thì thêm cho tôi cái gì, đậu hòa lan, đậu hòa lan, đậu hũ chiên dầu mè với củ cải não, đậu hòa lan, uống thêm spirulina, ăn thêm wakame để cho nó đủ chất sắt nhé. Rồi đáng đi, nó sẽ lên lại, không lo lắm, đừng lo lắm, đừng lo lắm, nó lên lại. Tôi lặp lại, học thuộc lòng cho tôi câu số 20 và nói anh hầu chỉ cách nấu ván cháo. Và người này đặc biệt, người này làm ơn khi nấu ván cháo thì cho vô tôi đơn 2 lóng mía lao. Cô đó, cô người xuống ký cho tôi 2 lóng mía lao. Mía lao mình gọt sạch, cạo cái vỏ đi, cạo cái vỏ cho nó sạch cái bóng bóng nó đi, rồi đập bẹp bẹp bẹp, xong rồi đập rác nó ra, rồi bỏ vô trong lúc mà hầm cho bán cháo đó, với kỷ tử, với táo, táo táo nó làm mật ra đó quý vị, mà nó không có bệnh đâu, nhưng không được ăn nhiều, từ khoảng 2 cái thôi, ở trong đó nó có cái hột rất là bén, tại là chúng ta đừng ăn cái hột, chúng ta nải hột ra bỏ đi, xách nó ra rồi hầm cháo lên ăn nha, hầm ván cháo, còn cái cháo còn lại ra để tán qua cái rá, tán qua cái rá bằng inox. Nhớ không? Rồi chứ đừng ăn, ăn nó chặt bại à, nó không ngon lành chứ. Luôn cái ván cháo trên dưới dở ẹt, chúng ta tán qua cái rá gì đó, lấy cái vỏ đem đi trồng cây, rồi cứ ăn cái đó, nó gọi là kem ngọt đứt. Thì nó người nó mặc ra lại. Nha. Rồi, coi để câu 20. Rồi, xin hỏi tiếp à. Dạ.